Rồi các bạn chúng mình bắt đầu nhé. Bây giờ cũng là hơn quá ấy là quá là 10 phút. Rồi thì bài của tôi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua một số các cái khái niệm, các cái dụng cụ và các cái kỹ thuật can thiệp ở ngành cơ bản. Vì tôi biết rằng là chiều nay thì các bạn sẽ có bài của thầy Quang sẽ rất là khó đấy, nên làm ra là mình có một số các cái khái niệm trước về về một số cái dụng cụ mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái can thiệp ở ngành cơ bản. Mà các bạn vẫn nghe thấy các bác sĩ báo cáo ở trên lâm sàng đấy, trên các cái ca can thiệp, nhưng mà làm thế nào để chúng ta hiểu kỹ hơn các cái loại như các dụng cụ và chỉ định nó dùng khi nào, thì cái bài này hy vọng sẽ trả lời được các câu hỏi của các bạn. Thế thì đây là một cái vũ trụ về các dụng cụ can thiệp ở trong trong can thiệp mạch vành đúng không ạ, giống kiểu như là Marvel đó, thì đây cũng có rất nhiều cái dây dẫn, ống thông, rồi là bóng cắt thinh balloon, khoang cắt mảng xơ vữa, chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán sinh lý đúng không ạ, rồi là các cái stent, thì đây là một loạt các cái dụng cụ can thiệp có thể dùng trong mạch vành. Thì với cả bài ngày hôm nay tôi cố gắng là tập trung vào một số cái, một là dây dẫn, hai là ống thông, thứ ba là bóng và thứ tư là stent. Chỉ có bốn dụng cụ thôi là dụng cụ mà chúng ta hay dùng nhất trong cái can thiệp cơ bản cho mạch vành, để các bạn có thể nắm được các cái khái niệm cơ bản về các cái dụng cụ này. Thế thì bây giờ ta cũng có một câu là gì ạ? Tức là cái thủ thuật là sẽ ra an toàn và thành công nếu như mà có sự hỗ trợ tối ưu từ các cái dụng cụ được sử dụng. Thực ra cái này nó là optimal support ấy, không biết dịch tiếng Việt thế nào, thì chắc là nó là một cái sự hỗ trợ tối ưu từ các dụng cụ được sử dụng. Thế thì để mà đạt được cái sự support tốt nhất này thì nó có hai cái vấn đề quan trọng nhất, là các bạn phải lựa chọn được ống thông can thiệp, mà cái thứ hai nữa là gì ạ? Là các bạn lựa chọn được các dây dẫn can thiệp phù hợp với cả từng loại tổn thương một. Thế thì chúng ta vào cái phần đầu tiên là vào các cái ống thông can thiệp là như thế nào, hay là người ta gọi là gì ạ? Là guiding đấy đúng không ạ? Thì là dịch tiếng Việt nó là ống thông can thiệp, guiding catheter. Thế thì đây là một số các cái ống thông can thiệp mà chúng ta hay dùng trên lâm sàng. Còn nếu mà để một cái list mà tổng kết thì nó rất là dài đúng không ạ? Rất là nhiều cái ống thông, nhưng đây là một số các loại ống thông cơ bản mà các bạn hay dùng trên can thiệp, thì các bạn thấy riêng tính ra sơ sơ là bao nhiêu ạ? Đã gần 11 cái rồi đúng không? Như vậy là khá là nhiều ống thông, và trên lâm sàng làm thế nào để chúng ta lựa chọn ống thông phù hợp với cả từng loại can thiệp của chúng ta. Thế thì vai trò của cái ống thông trong can thiệp thì như thế nào, thì nó có ba cái vai trò chính. Một là chúng ta đưa cản quang một cách chọn lọc vào trong động mạch vành. Vì nếu như mà trong nhiều trường mà các bạn không vào được lỗ mạch vành, chúng ta sử dụng cái pigtail ta bơm vào trong động mạch chủ, nhưng mà nó sẽ không, người ta gọi là không select, là không chọn lọc. Còn với cả ống thông này thì nó sẽ đưa cản quang chọn lọc vào động mạch vành để chúng ta đánh giá được các cái mảng xơ vữa. Và thứ hai là gì? Là trực tiếp đo được áp lực của động mạch chủ. Và thứ ba, cái vai trò quan trọng nhất của nó là nó cung cấp đủ lực hỗ trợ để chúng ta đưa các dụng cụ can thiệp đi vào, ví dụ là đưa dây dẫn, đưa bóng, đưa stent, đưa các dụng cụ can thiệp đi vào trong cái lòng mạch vành để can thiệp được cái tổn thương. Thì đây là cái vai trò quan trọng nhất của ống thông. Thế thì để mà một cái ống thông người ta gọi là tối ưu, khi nào, khi mà gì ạ, khi mà nó ít gây ra sang chấn hay là tổn thương lỗ vào mạch vành, thì các bạn biết rồi, lúc mà nó thúc vào trong cái lỗ mạch vành thì trong nhiều tình huống nó có thể gây ra dissect luôn cái lỗ vào mạch vành luôn. Ví dụ như trong nhiều ca tôi gặp rồi là có thể dissect luôn thân trung mạch vành trái, bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn ngay. Nhưng mà ngoài ra chúng ta cũng rất là tham lam, làm sao ống thông là phải có được tăng cái lực hỗ trợ, nghĩa là gì ạ, là để đưa các dụng cụ đi qua một cách dễ dàng. Vì rất nhiều trường nếu mà cái lực hỗ trợ nó mà kém quá là cái bóng dụng cụ đưa vào là nó toàn bị bật ra thôi, đúng không? Thì rất là khó khăn. Thì đây là hai cái tiêu chí mà chúng ta lựa chọn một cái ống thông can thiệp tối ưu. Thế thì về mặt cấu tạo của ống thông can thiệp thì các bạn biết rằng là nó sẽ có ba cái lớp. Một là cái lớp ngoài cùng là cái lớp áo bảo vệ bên ngoài, đúng không? Còn lớp áo ở giữa thì nó là các cái lưới nó dệt bằng thép không gỉ. Thì chính vì các cái lớp thép này nó làm cho cái ống thông của chúng ta nó không bị gấp hoặc là không bị xoắn vặn khi mà chúng ta điều khiển cái ống thông này, đúng không ạ? Và một cuối cùng là bề mặt trong cùng là cái bề mặt trơn láng, thì bề mặt này rất là quan trọng để cho các dụng cụ đi qua nó không bị mắc vào đấy. Và một điều nữa là gì, là chúng ta không tạo ra các huyết khối trong quá trình mà chúng ta làm can thiệp. Thế thì ống thông can thiệp thì nó sẽ có là ba lớp. Tuy nhiên cái ống thông mà chúng ta chỉ chụp mạch vành thôi nó chỉ có hai lớp thôi. Với cả ống thông can thiệp thì nó sẽ có nhiều lớp hơn để làm sao nó đảm bảo được cái tính mềm mại cũng như là tính cứng chắc khi mà chúng ta can thiệp. Thế còn về mặt đường kính bên ngoài của ống thông thì các bạn vẫn nghe các mọi người báo cáo là friend đúng không ạ? 6 friend hoặc là 7 friend, thì thực ra cái tên gọi của nó bắt nguồn từ một cái nhà niệu học. Trước đây ông ấy đặt cái friend này để cho cái kích cỡ của cái ống thông thông tiểu ấy đúng không ạ? Nhưng mà sau đấy thì người ta thấy rằng nó cũng thông dụng và dễ sử dụng, thì người ta dùng luôn trong các cái ống thông về mặt can thiệp. Thì friend này chính là bằng cái độ cái con số này chia cho 3, nghĩa là khoảng tầm 6 friend, nghĩa là cái đường kính nó khoảng tầm bao nhiêu? Là 6 chia 3 là khoảng tầm 2 mm đúng không ạ? Còn nó khoảng tầm 7 friend thì khoảng tầm 3,3 mm đúng không ạ? Như vậy là bằng cái con số này chia cho 3 thì nó ra được cái đường kính quy ra mm. Thế thì tùy thuộc vào cái này thì người ta sử dụng một là 6 friend, 7 friend hoặc là 8 friend, 9 friend đúng không ạ? Thì đây là một số các cái đường kính ống thông mà chúng ta dùng. Nếu mà 6 friend thì đường kính nó khoảng tầm đường kính bên ngoài khoảng tầm là 2, 7 khoảng tầm 2,3 rồi đấy đúng không ạ? Và 8 khoảng tầm 2,7 và 9 friend thì đường kính của nó khoảng tầm là 3 mm. Như vậy dựa vào cái đường kính này thì cũng là một cái thông số để các bạn có thể ước tính được kích cỡ của bóng, kích cỡ của stent khi mà chúng ta đối chiếu cái đường kính của lòng mạch với cả cái kích cỡ của cái ống thông này, chúng ta lượng giá xem là liệu rằng cái bóng chúng ta đưa vào bao nhiêu, cái stent chúng ta đưa vào bao nhiêu.
Và một cái nữa rất quan trọng là gì, là tại sao các cái ống thông nó lại có những cái hình dạng khác nhau, thì không phải là người ta có cái nguyên nhân người ta tạo ra những hình dạng như vậy là gì ạ? Là cái việc mà ống thông của chúng ta thì rất quan trọng, người ta gọi là lực support, như là lực lực hỗ trợ, đúng không ạ? Đây là lực hỗ trợ một cách chủ động, nghĩa là gì ạ? Là một đầu của ống thông nó sẽ đi vào trong lỗ mảnh vành, nhưng mà để cho cái ống thông này nó cố định chắc chắn trong quá trình làm thì nó phải có một cái lực người ta gọi là lực hỗ trợ. Và đây chính là thường là cái góc cong của cái ống thông này thường nó sẽ tì vào trong cái động mạch chủ, và đặc biệt là tì vào trong các cái góc đối diện như là lỗ vào của động mạch vành. Thì đây là vị trí quan trọng nhất khi mà chúng ta lựa chọn ống thông. Nếu như mà cái góc tì này mà tốt ấy, thì ống thông của chúng ta sẽ cố định rất là chắc chắn. Còn nếu mà cái góc tì của chúng ta mà kém, khi mà các bạn lựa chọn cái ống thông quá to hoặc là quá nhỏ, thì góc tì vào trong động mạch chủ này nó ít quá là chúng ta sẽ không có được cái lực hỗ trợ tốt, là cái dụng cụ đưa vào cứ bật hết là ra. Thì đây là một cái ví dụ đúng không ạ? Thì các bạn thấy là cái lực ống thông khi mà chúng ta đưa vào đi đường vào động mạch quay, thì các bạn nhớ là đường vào mạch quay thì thường nó chỉ có một cái vị trí backup, vị trí support là tì vào trong phía động mạch chủ đối diện với lỗ mạch vành thôi. Thì đây các bạn thấy là gì ạ? Với cả cái nếu như sử dụng cái ống thông đây đúng không ạ, là ZL4 đúng không ạ? ZL3.5 và ZL4, thì các bạn thấy là tùy thuộc vào cái kích cỡ của ống thông, tùy thuộc vào cái lực support mà cái lỗ vào của động mạch vành ở đây đúng không ạ? Đây là cái điểm đầu của cái ống thông. Nếu như mà cái lỗ vào của tầng ZL4 thì các bạn thấy là gì, là chính vì cái điểm tì của nó nhiều nhất, đông ra là vị trí của nó đi vào sâu nhất, đúng không ạ? Thì đây là phụ thuộc vào các cái lực hỗ trợ của nó vượt và cái lực tì vào trong động mạch chủ. Thế thì tại sao người ta đưa ra cái khái niệm là gì, là ZL3, ZL3.5, ZL4 đúng không ạ? Thì người ta dựa vào cái này, thì các bạn cũng cần phải biết là quy định của cái ống thông là như thế nào. Thì các bạn thấy là cái ống thông bao giờ nó cũng có gì ạ, hai đoạn cong. Đây là đoạn cong thứ nhất gọi là primary đó, và đoạn cong thứ hai gọi là secondary. Thì đây là đoạn cong thứ nhất và đoạn cong thứ hai. Thì người ta sẽ quy định cái tên của cái dụng cụ đấy tùy thuộc vào gì ạ, vào khoảng cách giữa cả từ đoạn cong thứ hai đến đoạn cong thứ nhất. Giả sử như là 3.0 có nghĩa là gì ạ, là cái chiều dài từ đoạn cong thứ hai đến đoạn cong thứ nhất là bao nhiêu, là 3 cm, đúng không ạ? Còn 4.0 nghĩa là gì, là chiều dài từ đoạn cong thứ hai đến đoạn cong đầu tiên là gì ạ, là 4 cm. Tương tự như vậy là 5 cm khi mà gì ạ, chiều dài của nó từ đoạn thứ nhất đến đoạn thứ hai là 5 cm. Như vậy các bạn hiểu được cái tên của nó đúng không? Như vậy phụ thuộc vào gì ạ, vào cái góc cong thứ nhất và góc cong thứ hai thì kích cỡ là bao nhiêu, người ta quy định cái tên của cái ống thông đó là như vậy. Thì đây các bạn thấy là gì ạ, là một cái ví dụ rất là điển hình đúng không ạ, của một cái ống thông. Nếu như mà các bạn chọn một cái ống thông sai, ví dụ giả sử đây là lỗ mạch vành đúng không ạ, đây là cái chiều của ống thông. Nếu như mà đây là một cái động mạch vành bình thường mà sử dụng, các bạn sử dụng cái sông ZL, nếu như mà các bạn chỉ dùng là 3.0 là gì, là nó không thể nào vớ được vào trong gì ạ, vào trong cái động mạch vành vì nó ngắn quá. Cái thứ hai là gì ạ, là cái góc tì của nó ít quá, nó không có đủ lực hỗ trợ support. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng cái ống thông làm sao lại to quá, ví dụ ZL5 chẳng hạn, thì làm sao, thì cái chiều thì cái đầu của ống thông nó lại chui ra đây, nó không select được vào trong cái lỗ của thân trụ vành trái. Như vậy với cả trong nhiều trường hợp mà các bạn thấy là với cả những trường hợp bệnh nhân bình thường thì cái ống thông ZL4 sẽ là ống thông tối ưu nhất để làm sao đưa vào được trong cái lỗ vành trái. Đấy, thì đây là một cái ví dụ đúng không ạ? Thì đây một số các cái lực hỗ trợ của nó đúng không ạ? Hay gặp nhất là cái lực hỗ trợ đối diện với cả cái lỗ qua vào của mạch vành. Ngoài ra là gì, làm cái nữa rất quan trọng mà bây giờ người ta nói là gì, là chúng ta phải chỉnh cái ống thông đến đồng trục với cả lỗ mạch vành. Vì các bạn biết rồi đúng không ạ, thì cái đường thông này giống kiểu như là cái đường ống để chúng ta, đường dây để chúng ta đưa cái dụng cụ vào trong. Nếu như mà không đồng trục thì làm sao, là lúc đưa dụng cụ vào đây nó sẽ bị bật ra ngoài, hoặc là rất nguy hiểm hơn ở chỗ là gì ạ, nếu mà không đồng trục mà các bạn cứ cố thúc cái dụng cụ vào thì nó có thể gây ra luôn cái đai sách luôn, cái lỗ thân trung luôn. Như vậy về mặt kỹ thuật của nó thì bây giờ bác sĩ tim mạch cũng phải khéo léo để làm sao cho chỉnh cái ống thông này nó đồng trục với cả cái lỗ vào của mạch vành. Khi nào gọi là đồng trục, khi mà các bạn chụp một cái phim cản quang, các bạn thấy là gì, là cái thuốc cản quang nó fill đầy trong cái lòng mạch vành. Còn nếu mà tiêm cái thuốc cản quang mà thấy cản quang nó cứ chạy ra ngoài thì chứng tỏ là gì, là nó chưa đồng trục với cả cái lỗ vào của mạch vành. Điều này một điều rất là quan trọng để làm sao đưa dụng cụ vào dễ. Và một cái nữa rất quan trọng là gì, nếu khi mà các bạn không đồng trục thì rất dễ xảy ra các cái biến cố, đặc biệt là có thể lóc tách ngay cái lỗ vào của cái mạch vành. Và đây là lực hỗ trợ của ống thông, thì nói các bạn vừa nói với các bạn đúng không ạ, trong rất nhiều tình huống nếu mà chúng ta đưa cái ống thông vào mà nó không đồng trục nó rất là khó, thì người ta sẽ chuyển đường đùi. Các bạn biết tại sao người ta chuyển đường đùi không? Qua cái sơ đồ này các bạn có hiểu không nhỉ? Là gì ạ? Đường đùi làm sao? Cái lực hỗ trợ nó sẽ được nhiều hơn, đúng không ạ? Lực hỗ trợ nó sẽ nhiều hơn. Thì nếu như mà đường quay thì các bạn đi vào theo cái đường động mạch dưới đòn, các bạn đi vào dưới này đúng không ạ? Thì nó chỉ có đúng cái lực hỗ trợ ở đâu? Là cái phía đối diện động mạch chủ với cả cái lỗ mạch vành thôi. Nhưng nếu đường đùi thì làm sao? Thì nó sẽ có nhiều cái điểm hỗ trợ lực hơn, đúng không ạ? Thì đây có một điểm hỗ trợ lực ngay ở phía trên của động mạch chủ lên, đúng không ạ? Đây là một, đây là hai, đúng không ạ? Như vậy là gì ạ? Với cả vành phải, vành trái thì nếu như mà chúng ta đi vào cái đường đùi thì bao giờ làm sao cái lực hỗ trợ nó sẽ nhiều hơn. Vậy rất nhiều ca mà khi mà sử dụng đường quay mà cái ống thông nó vào nó không được gì ạ? Nó không được chặt chẽ, nó không được select, đúng không ạ? Thì người ta sẽ chuyển cái đường đùi là vì thế, đúng không ạ? Thì đây là cái khái niệm tại sao rất nhiều ca khó dụ làm left bên, làm các cái tổn thương chỗ chia đôi thì người ta đã ưu tiên sử dụng đường đùi hơn, thì vì cái lực support, cái lực ống thông này sẽ tốt hơn, và nó sẽ cố định cái gá cái ống thông một cách tốt hơn so với cả cái đường quay.
Thế thì khi mà quan tâm một cái ống thông thì người ta quan tâm đến ba cái thông số của nó, một là chiều dài, hai là kích cỡ và thứ ba là hình dạng của cái ống thông. Đây là ba cái điều mà bác sĩ can thiệp bây giờ người ta cân nhắc. Về mặt chiều dài thì các bạn thấy là gì, là 100 ống thông thường chiều dài 100 cm nó là tiêu chuẩn thôi, còn tầm 110 đến 125 khi mà trong một số trường hợp ví dụ là cho các động mạch chậu hoặc là động mạch chậu đùi nó rất là xoắn vặn đúng không ạ, hoặc là cho bệnh trong chiều bệnh nhân rất là cao thì người ta sử dụng cái ống thông này, còn thông thường chúng ta sử dụng cái ống thông chiều dài 100 cm là đủ đúng không ạ. Còn trong một số trường hợp chúng ta có thể dùng ống thông ngắn hơn, ví dụ là cho can thiệp ngừng dòng CTO hoặc là cho can thiệp động mạch thận được ạ, thì đi theo đường đùi chúng ta sử dụng cái ống thông ngắn hơn để chúng ta tránh cái thời gian cứ phải exchange cái dụng cụ này ra ngoài. Ngoài ra thì khi mà lựa chọn ống thông thì người ta sẽ lựa chọn các cái kích cỡ của ống thông dựa vào cái can thiệp đó là như thế nào. Với cả cái ống thông thông thường thì người ta sử dụng là 6S đúng không ạ, nhưng mà các bạn nhớ là gì, là 6S này thì đa số trong trường hợp mà chúng ta chỉ dùng cái bifurcation với cả trường mà chúng ta đặt một cái stent trực tiếp thôi. Còn nếu như mà nếu mà chúng ta đặt một cái ống đặt các cái tổn thương chỗ chia đôi mà chúng ta sử dụng cái kỹ thuật mà hai stent đúng không ạ, thì chúng ta nên sử dụng cái ống thông 7S, đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam chúng ta khi mà chúng ta sử dụng các cái dụng cụ hấp đúng không ạ, khi mà có bóng hấp nó rất là xù xì, nó to mà các bạn cho vào 6S thôi là không thể nào đẩy hai quả bóng đồng thời cùng lúc được. Trong trường này chúng ta lại sử dụng cái ống thông gì ạ, 7F đúng không ạ. Và hai là trong trường mà chúng ta sử dụng các cái khoan cắt mà sơ vữa mà cái bơ rất là to trên 1.5 thì chúng ta sử dụng cái 7F, hoặc là tổn thương rất là phức tạp ví dụ CTO chẳng hạn thì bắt buộc các bạn phải dùng 7F để đảm bảo được là gì ạ, là các dụng cụ đi vào được trong ống thông không bị tắc. Đấy, còn nếu mà ống thông nhỏ quá là trong nhiều tình huống chúng tôi cố gắng cứ cố để mà tiết kiệm để không đi đường đùi bệnh nhân, nhưng mà lúc sử dụng đặc biệt các bóng hấp mà chúng ta cho vào không thể nào đưa hai quả cùng lúc được. Như vậy thì thuộc vào kích cỡ, nếu mà can thiệp chúng ta ước tính là can thiệp này là chỗ chia đôi và sử dụng 2 cm thì ALF tốt nhất là nên chuyển luôn đường đùi 7F luôn. Thế thì với cả vành trái thì các bạn thấy là gì, là chúng ta có thể sử dụng được hai cái hệ thống này, hệ thống cái sông Jukin đúng không ạ, hoặc là cái sông EBU. Thì nếu như mà đi đường quay thì với cả người Việt Nam thông thường thì chúng ta có thể đi sử dụng cái GL 3.5 đúng không ạ, hoặc là 4.0 nếu mà đi theo đường đùi. Còn nếu mà đồng chủ giãn thì các bạn có thể tăng lên 0.5 cỡ. Còn với cả EBU thì người Việt Nam chúng ta nhỏ bé hơn người nước ngoài thì 3.5 là có thể áp dụng được với cả đường quay. Còn nếu mà đi đường đùi thì nó phải hơi giãn rộng hơn một chút là 3.75 hoặc là 4.0 đúng không ạ. Còn nếu như mà đồng mạch chủ nó giãn thì chúng ta cộng thêm 0.5 nữa. Thì đây là cái công thức chung với cả can thiệp vành trái. Đấy thì các bạn thấy đúng không ạ, đây là cái sự ống thông GL đây, các bạn thấy đúng không ạ, ống thông GL đây 3.0 3.5 đây, càng cao thì làm sao, càng kích cỡ càng cao thì cách điểm tiếp xúc với cả cái secondary và cái primary band thì nó làm sao nó sẽ nhiều hơn đúng không ạ. Còn đây là cái EBU, thì cái EBU thì nó tỏ ra là cái lực hỗ trợ nó mạnh hơn chứ không phải GL, bởi vì là cái lực back up và đồng mạch chủ của nó nhiều hơn chứ không phải cái GL. Đấy. Nhưng mà thực tế trên lâm sàng các bạn thấy là đa số các bác sĩ sử dụng là EBU nhiều hơn vì cái lực support của nó tốt hơn chứ không phải cái GL này. Với cả vành phải thì thế nào đúng không ạ? Vành phải thì các bạn thấy là cái sông GR, cái là cái sông mà rất kin dry thì là cái ống thông là chúng ta sử dụng nhiều nhất đúng không ạ? Và 4.0 bất kể đường vào mạch quay mạch đùi đúng không ạ? Còn nếu mà 5.0 nếu như mà động mạch chủ nó giãn, còn trong nhiều trường hợp nó khó đúng không? Hoặc là cái động mạch vành phải nó xuất phát bất thường hoặc là quá cao thì người ta sử dụng khác là chúng ta sử dụng cái ống thông AL để chúng ta cho vào đúng không ạ? Thì đa số trường hợp này chúng ta sử dụng ống thông 1.0 nó có thể đường vào mạch quay mạch đùi, còn có thể sử dụng 1.5 hoặc là 2.0 nếu như mà động mạch chủ giãn. Thì đây là cái sự lựa chọn của vành phải thì nó có vẻ dễ dàng hơn so với vành trái khi mà chúng ta sử dụng ống thông như vậy. Và một cái điều cân nhắc khi mà các bạn lựa chọn ống thông là gì, là làm sao chúng ta cố gắng để ít sang chấn, nhưng mà ngược lại là gì ạ, khi mà ít sang chấn thì làm sao, thì cái lực hỗ trợ nó lại ít hơn đúng không ạ. Nhưng mà ngược lại nếu mà chúng ta tăng cái lực hỗ trợ thì chúng ta sẽ làm tăng khả năng sang chấn. Như vậy cái việc mà ban giờ chúng ta cũng phải quan tâm điều khiển cái đầu ống thông ra vào trong cái lỗ mạch vành rất là quan trọng trong nhiều trường hợp, vì nếu như khi chúng ta cứ để ý cái đoạn dưới thôi mà có đoạn đầu mà chúng ta không để ý là có thể gây ra các đai sách ở trong cái lỗ vào của động mạch vành. Thì đây là một trong những tiêu chí lựa chọn, thực ra đây nó cũng là một cái nghệ thuật khi mà các bạn lựa chọn một cái ống thông can thiệp làm thế nào để phù hợp. Thế còn vào phần thứ hai nữa là phần là gì ạ, là phần dây dẫn can thiệp. Thì cái phần này thì các bạn thấy là đặc tính của dây dẫn là gì, nó có khoảng tầm 5 cái đặc tính mà chúng ta cần quan tâm. Một là khả năng truyền lực xoay, thứ hai là lực hỗ trợ, thứ ba là độ cứng của đầu dây dẫn thế nào, và thứ năm là gì, nó phản hồi các cái thao tác khi mà chúng ta sử dụng cái tay của chúng ta để cảm nhận được các cái tổn thương của cái mạch nó như thế nào. Thứ nhất đầu tiên là khả năng truyền lực xoay là như thế nào, tức là khả năng mà dây dẫn truyền lực xoay từ đầu đến đoạn xa của dây dẫn. Một cái dây dẫn tối ưu là gì, là khi các bạn xoay khoảng tầm 30 độ là cái đầu dây dẫn nó cũng xoay từng đấy đúng không ạ. Còn nếu như các bạn cứ xoay tít thò lên mà đầu dây dẫn nó không xoay được thì làm sao, nó rất nguy hiểm, trong nhiều trường hợp có thể gây ra xoắn dây dẫn mà không kéo dây dẫn được ra luôn. Như vậy một trong những cái tiêu chí của nó là gì, là khả năng truyền lực xoay là thế nào đúng không ạ. Và tiêu chí thứ hai nữa,
cũng rất là quan trọng là gì, là cái khả năng mà đi theo giải phẫu của mạch máu. Thì các bạn thấy là có nhiều loại dây dẫn thì nó đi theo giải phẫu mạch máu rất là dễ dàng, các bạn cứ xoắn dây dẫn mà đi theo. Đấy là trong trường với dây dẫn mềm nó linh hoạt, có những trường mà dây dẫn rất là cứng, ví dụ dây dẫn cho làm trong can thiệp tắc mãn tính chẳng hạn, các bạn thấy là gì, là rất là khó để đi qua được cái đoạn dây dẫn này. Chính vậy người ta phải dùng các micro catheter để vì thế để đưa cái dây dẫn mềm qua trước, sau đó người ta sử dụng các dây dẫn cứng đi sau để có thể chọc thủng qua được tổn thương các cái CDO. Thì đây là một trong những đặc tính của nó cũng rất là quan trọng để chúng ta lựa chọn các loại dây dẫn. Thì các bạn thấy dẫn lý tưởng hay chúng ta hay dùng là workhorse YY, nghĩa là gì, là cái run through đấy, là dẫn các bạn thấy là gì, là cái khả năng đi theo giải phẫu mạch máu của nó khá là tối ưu, đúng không ạ? Ngoài ra một cái nữa là gì, là cái lực support cho dây dẫn này là rất là quan trọng, đúng không ạ, để làm sao đưa được các cái dụng cụ đi qua. Thì cái này phụ thuộc vào cái độ cứng của dây dẫn nữa. Và một cái nữa là gì, là cái độ cứng của đầu dây dẫn thì người ta phụ thuộc là gì ạ, là người ta tính bằng gam, dây dẫn 1 gam, 2 gam, 3 gam, với cả dây dẫn can thiệp cho CTO thường là trên 3 gam. Thì cái này người ta đo bằng cách là người ta để 10mm đầu tiên của dây dẫn tì lên cái cân điện tử, cho đến khi mà cái đoạn dây dẫn này bị cong thì số gam đo trên cân sẽ bằng cái độ cứng của dây dẫn. Thì đây là một cái test trong cái band test họ làm để họ tính xem được cái độ cứng là như nào. Thì trên mỗi cái bìa của một cái dụng cụ thì bao giờ nó có cái độ cứng của cái này, thì tùy thuộc vào cái tổn thương mà các bạn lượng giá là khó hay là dễ để chúng ta lựa chọn cái ống thông can thiệp với cả cái độ cứng khác nhau. Nhưng mà các bạn nhớ là gì ạ, là độ cứng nó không song hành với lực hỗ trợ. Rất nhiều bạn mà là gì ạ, cái tổn thương này thì rất là khó đi qua và dùng luôn một cái quay quay cứng, đúng không ạ, thì làm sao thay vì đi qua được tổn thương nó chọc thủng luôn cái mạch vành luôn và gây ra một cái gì ạ, xì mạch vành luôn, vì cái độ cứng của nó không liên quan đến cái lực hỗ trợ, nó không có sự tương đồng tỷ lệ thuận. Thật ra trong nhiều trường hợp chúng ta phải lựa chọn linh hoạt. Vì nhiều trường hợp tổn thương là gì, là do xoắn vặn thôi chứ không phải là do gì ạ, do tổn thương khó qua. Như vậy cái này phải rất là cân nhắc, đặc biệt là trong can thiệp CTO. Một cái nữa là gì ạ, là một cái khả năng truyền các cái phản hồi ở đầu dây dẫn cho đến tay của bác sĩ can thiệp, cái này cũng rất là quan trọng. Như vậy trong CTO thường người ta sử dụng các dây dẫn thông thường trước để người ta cảm nhận được cái tổn thương đấy là nó cứng hay là mềm, đúng không ạ, thì người ta sau đó người ta sử dụng các dây dẫn về CTO sau. Thì đây là một số các cái khái niệm về việc khi nào chúng ta lựa chọn dây dẫn, để thực tế các bạn thấy là thực tế bác sĩ can thiệp người ta lựa chọn dây dẫn dựa trên những cái đặc điểm gì của nó. Thế còn về mặt cấu tạo dây dẫn thì các bạn thấy là gì, nó rất là phức tạp, đúng không ạ, thì thực ra các bạn dây dẫn nó chỉ nhỏ sợi tóc của chúng ta thôi, nhưng mà bên trong của nó là cả một cái cấu tạo rất là phức tạp, đúng không ạ. Một là đầu tiên là cái lõi dây dẫn có thể là bằng thép hoặc là bằng nitinol, đúng không ạ, thì đây là cái đầu dây dẫn. Ngoài ra có rất nhiều các cái sợi xoắn như vậy, và tùy theo kích cỡ của đầu này là đầu gần hay đầu xa, độ chiều dài bao nhiêu thì nó liên quan đến việc mà gì ạ, các cái tính chất của dây dẫn như thế nào. Thì chúng ta đi sâu một chút, giả sử đây là gì ạ, nếu như mà một cái lõi dây dẫn nó làm bằng thép thì các bạn biết là gì ạ, là cái lực hỗ trợ chắc chắn là nó sẽ mạnh mẽ và khả năng xoay nó tốt hơn. Nhưng nếu làm bằng nitinol thì các bạn thấy là gì, nó mềm dẻo hơn, đúng không ạ, chống lại được sự uốn gập và có khả năng lái và duy trì hình dạng trong các cái tổn thương phức tạp. Vậy tùy thuộc vào cái từng cái tổn thương này, thì với cả nitinol thì thường là những cái dây dẫn thông thường, còn dây dẫn thép thì thường là sử dụng trong trường hợp mà backup trong trường hợp mà chúng ta can thiệp CTO. Ngoài ra thì đường kính các bạn thấy là gì ạ, đường kính nó càng to thì làm sao, thì cái sức nặng rồi là cái sức đâm xuyên của nó sẽ tốt hơn so với cả đường kính là gì ạ, là mềm dẻo, đúng không ạ. Thì đây là các bạn thấy, đúng không ạ, thì với cả trường đường kính thì ạ, đường kính mà tùy thuộc vào đường kính khác nhau thì nó có cái tính chất khác nhau. Và đặc biệt đó là gì ạ, nếu như mà cái sự thuôn nhỏ của lõi đầu dây dẫn, đúng không ạ, các bạn thấy là gì ạ? Nếu như mà một cái dây dẫn mà nó dài như thế này, đúng không ạ, thì làm sao, thì nó dễ có thể đi qua được các cái tổn thương hơn, vì nó chính vì cái back áp lực của nó. Để trong trường này các bạn thấy là khi mà đi qua đoạn cong thì nó không bị gấp dây dẫn. Nhưng nếu như mà trong trường mà làm sao, trường hợp mà dây dẫn nó, cái đầu dây dẫn, đầu mềm của dây dẫn nó ngắn hơn, đúng không ạ, thì làm sao, trường hợp này thì nó sẽ support thì tốt hơn, nhưng mà trong một số trường hợp nó không đi qua được các tổn thương gấp góc, thì nó có thể làm cho cái dẫn nó bị uốn cong như này. Thì tùy thuộc vào cái đầu này là đầu long taper hay là đầu short taper, để các bạn biết là cái mức độ đâm xuyên của nó cũng như là cái mức độ mềm dẻo của nó khi đi qua các tổn thương nó khác nhau như thế nào, đúng không ạ. Ngoài ra thì vỏ bọc dây dẫn thì nó cũng rất là quan trọng trong trường mà vỏ bọc ưa nước rồi vỏ bọc kỵ nước, thì tùy thuộc từng cái. Ví dụ vỏ bọc ưa nước thì các bạn thấy là cái mà dây dẫn có thể đi qua được khá nhiều tổn thương, đúng không ạ, tổn thương xoắn vặn, tổn thương bôi hóa, rồi tổn thương mà các bạn thấy là gấp góc nó đi qua rất là dễ. Nhưng ngược lại là gì ạ, khi mà nó đi qua dễ rồi thì làm sao, nó rất dễ đi qua ngoài mạch vành, đúng không ạ. Nhưng mà trong một loạt, trong một cái đều tầm 4-5 năm có một loạt là bệnh nhân cứ xì mạch vành, là vì sao, vì chúng ta sử dụng cái dây dẫn run through bằng ngấm nước nó lại tốt quá, đúng không ạ, cho nhiều trường mà đi đâm xuyên quá mà chúng ta không để ý là có thể gây ra cái hiện tượng mà xì mạch vành, đúng không ạ. Nhưng ngược lại dây dẫn kỵ nước thì làm sao, thì nó sẽ dần địa khả năng đâm xuyên của nó sẽ kém hơn, đúng không ạ, nhưng mà nó ít gây ra các cái trường hợp mà xì mạch vành hơn so với cả cái dây dẫn mà ứa nước. Như vậy mỗi một cái nó đều có những cái ưu nhược điểm riêng của nó, mà không cái dây dẫn nào nó là tối ưu perfect cả, đúng không ạ. Chính vậy các bạn thấy là gì, nó có một list cái dây dẫn như này, thì thực sự lựa chọn dây dẫn cũng là một cái nghệ thuật để các bạn lựa chọn, và cái việc cảm nhận được cái tổn thương nó như thế nào, nó theo kinh nghiệm của bác sĩ can thiệp để chúng ta lựa chọn dây dẫn. Ví dụ thông thường các bạn hay gặp là gì, là BMV, đúng không ạ, run through Sion, đúng không? Đấy, còn nếu mà khi mà tổn thương can thiệp CTO thì một loạt các họ nhà Gaia, đúng không ạ, rồi là các cái nhà Miracle, là Confiaza, thì một số một loạt cái này, thì khi mà các bạn có kinh nghiệm thì các bạn sẽ dùng nhiều hơn, đúng không ạ. Ngoài ra thế thì cách mà các bạn uốn dây dẫn như thế nào, thường là dây dẫn khi mà sản xuất cho các bạn thì nó làm cái dây dẫn thẳng tưng như này,
Nhưng mà nếu mà để các bạn để lái diễn thẳng tương đi thì các bạn không bao giờ các bạn qua được tổn thương cả, vì sao? Nó chọc vào cái tổn thương nó sẽ bị bật lại. Thế thì cách cái mà uốn dây dẫn thì như thế nào? Thường là người ta, đây là một số các cách uốn dây dẫn tùy theo từng gì ạ, từng thói quen của bác sĩ khác nhau thì người ta uốn một cách khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà tóm lại là gì, là các bạn sẽ uốn dây dẫn với cả độ rộng của cái góc cong thứ nhất và góc cong thứ hai sẽ chính bằng cái đường kính của cái lọc mạch, đúng không ạ? Đường kính lọc mạch, hoặc là dựa vào gì ạ, cái góc cong mà các bạn muốn đi vào, góc cong mà các bạn muốn đi vào. Thế thì thông thường đây là người ta có thể uốn bằng hai cách tùy theo thói quen của bác sĩ can thiệp. Một là có thể uốn bằng cái đầu ngón tay cái của chúng ta, đúng không ạ? Hoặc cái thứ hai là gì ạ? Hoặc là sử dụng cái người ta gọi là cái introducer để người ta uốn. Như vậy có thể có hai cách như vậy để có thể uốn, để tạo ra được cái đường cong chữ G, đường cong chữ G, hoặc là cái kiểu gậy đánh gôn, đúng không ạ? Bằng cách là tạo ra hai đường cong như vậy để chúng ta đưa vào. Thì đây là cách hướng dẫn, đúng không ạ? Hướng dẫn thì có thể có cách là gì ạ? Là các bạn chỉ cần vuốt một cái để tạo ra các cong như này, hoặc là gì ạ? Là các bạn cố tình các bạn tạo ra hai các cong thứ nhất và các cong thứ hai như vậy để đi vào trong tổn thương. Thì như thế này thì mới vào được tổn thương, đúng không ạ? Tuy nhiên trong một số tổn thương, ví dụ CTO chẳng hạn, thì cái góc cong thứ nhất, góc cong thứ hai thì nó phải nhỏ hơn so với cả tổn thương thông thường. Thì cái này nó cũng là một kỹ thuật mà nó chuyên sâu hơn, tôi không xin phép nói sâu ở đây, đúng không ạ? Thì đây là một số cách mà chúng ta có thể đưa được cái dây dẫn đi vào, đúng không ạ? Một đây là gì ạ? Đây là cách đâm xuyên CTO với cả TORQ, đúng không ạ? Và các bạn thấy là gì? Người ta sử dụng cái TORQ mà người ta cứ đâm, đúng không ạ? Đâm góc này, tất nhiên là chúng ta phải nhìn tổn thương xem là qua chúng ta đi đúng hướng hay không, đúng không ạ? Vừa đi vừa test để xem đi vào lòng thật hay chưa, trong nhiều trường để đi vào lòng giả, đúng không ạ? Và cách thứ hai là cách slide, là cái cách mà sliding là cái cách mà các bạn thấy là chúng ta hay dùng nhất với cả tổn thương, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ trượt nhẹ nhàng đi dẫn đi qua tổn thương, đúng không ạ? Để vào được tổn thương. Thì cách này là cái cách chúng ta hay dùng nhất trên lâm sàng. Đấy là về dây dẫn, đúng không ạ? Thế còn một cái nữa là gì, là một cái hệ thống bóng nong trong mạch vành thế nào? Thì đây là các bạn thấy là nó có rất nhiều cái hệ thống, đúng không ạ? Hệ thống nong mạch vành, hệ thống các một số cái bóng đặc biệt, dụ bóng cutting balloon là scoring balloon, hệ thống bóng stingray ở trong trường hợp mà can thiệp CTO khi vào lòng giả, rồi là cái hệ thống bóng phủ thuốc, đúng không ạ? Thì đây là một số loạt các hệ thống bóng mà chúng ta sẽ dùng ở trên can thiệp thực tế. Thì chúng ta điểm qua một số các loại phân loại của bóng để các bạn hiểu được trên lâm sàng người ta sử dụng như nào. Về mặt cấu trúc của nó thì người ta sẽ chia ra làm hai loại, là bóng đồng trục, đúng không ạ? Hay người ta hay gọi là bóng OTW, là bóng over the wire. Hoặc thứ hai là bóng một chiều, gọi là bóng monorail, đúng không ạ? Thì đây là hai cái cách phân loại mà chúng ta hay gặp nhất trên lâm sàng. Thực ra cái bóng đồng trục over the wire bây giờ ít dùng lắm rồi, mà đa số người ta sử dụng cái bóng mà bóng một đường là bóng monorail thôi, đúng không ạ? Thế thì bóng đồng trục là gì? Là bóng đồng trục các bạn thấy thì nó cho có một cái lòng dây dẫn để cho dây dẫn đi bên trong suốt cả thân bóng. Và tuy nhiên chính vì vậy mà gì ạ? Mà nó phải sử dụng một cái dây dẫn dài là khoảng tầm 300 cm, và cần hai bác sĩ can thiệp khi mà chúng ta thay đổi bóng, một người thì giữ dây dẫn, một người thì trên quả bóng dần ra, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì, là cái đầu dây dẫn đây. Nó sẽ cho, đây là quả bóng đây, và trong quả bóng này nó có một cái lõi suốt từ đầu quả bóng đến tận thân quả bóng lên ra phía ngoài, để cho một cái dây dẫn nó đi suốt từ đầu đến cuối của cái quả bóng đấy. Thì đây là bóng over the wire. Cái này ưu điểm của chỗ là gì? Là trong nhiều trường hợp trước đây khi mà can thiệp CTO, đúng không ạ, thì người ta để quả bóng này vào, người ta đi cái dây dẫn mềm trước, đúng không ạ? Sau đó thì đi dây dẫn cứng trước, sau đó người ta để nguyên quả bóng ở đấy mà người ta trên vào dây dẫn mềm hơn để người ta thay, thì nó sẽ không thay đổi vị trí của cái quả bóng này, mà rất là dễ dàng để có thể trên được cái dây dẫn khác đi vào. Nhưng mà nhược điểm của chỗ là gì ạ? Là nó thay đổi bóng thì khó khăn hơn, đúng không ạ? Và mất thời gian hơn. Và cái trường hợp này chúng ta phải dùng dây dẫn khoảng tầm 300, cho nó dẫn thông thường người ta sử dụng khoảng tầm 190 thôi, và cần thiết phải hai bác sĩ, và thời gian chiếu tia nó sẽ lâu hơn, đúng không ạ? Và ngoài ra là gì, là kích cỡ của bóng này bây giờ nó cũng to, rất là khó qua được trong một số các tổn thương khó. Cái bóng này thực ra bây giờ ít dùng lắm, đúng không ạ? Và cái bóng này tôi rất hay dùng, các bạn biết trong dùng trong trường nào không ạ? Là hay dùng trong trường mà chúng ta tiêm tế bào gốc ấy. Khi mà chúng ta bơm căng một cái đầu này để cho bít tắc lòng mảnh vành, mà chúng tôi tiêm tế bào gốc vào trong cái lòng này, vì nó có cái lòng thông suốt từ trên xuống dưới mà, đúng không ạ? Thì cái này đa số vì tim mạch bây giờ chỉ mua về để sử dụng vụ cho việc tiêm tế bào gốc thôi, chứ còn để mà can thiệp thông thường bây giờ ít dùng lắm rồi. Và người ta thấy là gì, là cái bóng mà người ta dùng nhiều hơn là gì, là cái bóng một đường, nghĩa là nó cái dây dẫn này nó chỉ đi vào cái đầu của bóng một khoảng ngắn thôi, đúng không ạ? Và nó sẽ đi ra phía đoạn xa của quả bóng khoảng tầm từ 15 đến 30 cm. Như vậy một tay bác sĩ sẽ giữ ở đây, một tay chúng ta sẽ đưa quả bóng vào, và lúc này cái dẫn nó sẽ thòi ra ở chỗ này, đúng không ạ? Thì đây là cái mà bóng chúng ta dùng hay gặp nhất, đúng không ạ? Và đường dùng dây dẫn có chiều dài tầm 195 thôi. Ưu điểm của chỗ là thay bóng nhanh và dễ dàng, nhưng mà nhược điểm của chỗ là chúng ta không thể thay đổi dây dẫn nếu quả bóng đã đi qua được tổn thương rồi. Thì đây mới là quả bóng, vì chúng ta biết rằng là gì ạ? Là với cái cách làm như này thì quả bóng nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà nó dễ đi qua tổn thương hơn so với quả bóng mà over the wire như tôi vừa trình bày. Thì đây là một cấu tạo của một quả bóng, đúng không ạ? Thì đây là một cái đầu tip, đầu ban đầu của nó rất là quan trọng. Cái việc mà bóng tốt hay không phụ thuộc vào nhiều cái này, nếu đầu tip nó quá to nó không qua được tổn thương, đúng không ạ? Còn đây là hai cái quả bóng nữa chúng ta được là xếp gốc này. Và hai cái đầu này các bạn biết hai đầu gì không nhỉ? Chính là hai cái đầu cản quang. Đúng không? Khi mà các bạn soi ở trên X-quang thì các bạn sẽ thấy được hai cái đầu này. Để chúng ta biết là chúng ta để quả bóng này làm sao các bạn nó đúng giữa tổn thương, nó không đi ra phía ngoài để gây ra đai sách, đúng không? Đấy, thì đây là cấu tạo của một cái quả bóng như vậy.
Và một cái nữa là người ta cũng hay nói trên lâm sàng là gì, là người ta gọi là áp lực vỡ bóng và áp lực thường là bao nhiêu, đúng không ạ? Nominal cái là gì ạ? Tức là áp lực mà tại đó bóng đạt được kích thước bình thường qua bài thử Ben test. Và áp lực vỡ bóng là gì, là trong trường này là gì, là dưới áp lực này, áp lực vỡ bóng dụ bình thường của bóng là 20 chẳng hạn, thì 99% cái quả bóng mà dưới áp lực này nó sẽ không vỡ. Nhưng mà trên cái phần, nếu mà áp lực chúng ta bơm trên 20 thì khoảng tầm có 0,1% là áp lực bóng có thể vỡ. Thì dựa vào cái này thì bác sĩ người ta sẽ biết là sẽ an toàn của bóng bơm như thế nào. Khi bóng vỡ nó cũng nguy hiểm các bạn. Bóng vỡ trong mạch vành nó khá là nguy hiểm, hiểu sao? Đột ngột nó làm thay đổi áp lực, nó có thể gây ra đai xích mạch vành luôn, đúng không? Đặc biệt là Việt Nam chúng ta khi mà chúng ta sử dụng các cái bóng gì ạ? Cái bóng mà chúng ta ngâm ở trong Surex ấy, đúng không? Khi mà chúng ta bơm rửa không kỹ vẫn còn Surex ở trong cái trong lòng của bóng thì sao? Lúc của bóng vỡ ra làm sao? Nó giải phóng Surex vào trong diện trong mạch máu của bệnh nhân, đúng không ạ? Có thể gây ra cho một số trường bệnh nhân có thể gây ra một cái dị ứng, hoặc là một cái sốc cảm, một cái sốc thuốc luôn, một cái sốc phản vệ luôn trên mạng luôn do cái Surex, đúng không ạ? Như vậy là cái việc mà không để cho bóng vỡ rất là quan trọng. Một cái khái niệm nữa là người ta nói đến cái gọi là compliance hay là độ giãn nở, đúng không ạ? Thì xác định là sự thay đổi đường kính của bóng dựa vào áp lực của bơm, thì người ta nói đến một số khái niệm là gì ạ? Là bóng người ta gọi là bóng non compliant, là bóng không giãn nở. Thì các bạn thấy là gì ạ? Là áp lực mặc dù tăng gì ạ? Tăng rất là cao nhưng mà cái đường kính của bóng nó gần như là không thay đổi quá nhiều. Nhưng ngược lại với cả bóng giãn nở thì làm sao? Là cái đường kính của quả bóng này làm sao các bạn? Nó sẽ thay đổi rất nhiều theo áp lực bơm của quả bóng đấy. Thì đây phụ thuộc hai cái này, người ta chia ra hai loại. Thì đây cái sơ đồ này các bạn có thể thấy được là khi nào chúng ta sử dụng bóng giãn nở và khi nào chúng ta sử dụng bóng không giãn nở, đúng không ạ? Thì đây là bóng gì, các bạn thấy là bóng gì? Bóng giãn nở, đúng không ạ? Bóng giãn nở thì các bạn thấy là gì? Đây các bạn hình tượng dog bone effect, là kiểu như là xương chó, đúng không? Như vậy là cái chỗ nào mà áp lực nó khó gì ạ, nó gọi là trở kháng nhiều nhất thì nó sẽ không nở xuống giống đoạn giữa của cái mạch vành này chẳng hạn, đúng không ạ? Còn ngược lại là gì ạ? Là cái bóng gì ạ? Bóng non compliant thì gần như quả bóng nó sẽ nở tròn đều ra, đúng không ạ? Và nó không thay đổi hình dạng quá nhiều dựa trên áp lực của quả bóng khi bơm. Như vậy khi nào chúng ta sử dụng bóng gọi là bóng giãn nở, đúng không ạ? Trong trường này là gì các bạn? Trong trường là thường để người ta gọi là pre-dilatation, nghĩa là trong trường chúng ta đong bóng trước khi đặt stent, đúng không ạ? Hoặc là tổn thương không phức tạp. Còn cái bóng không giãn nở này thì đa số được ứng dụng trong tình huống gì các bạn? Sau khi chúng ta đặt stent rồi, chúng ta muốn cho cái stent nó nở tròn đều ra. Vì nếu các bạn sử dụng cái bóng không lực mà bóng giãn nở mà trong trường đấy thì làm sao? Làm cho cái stent nó vỡ căng ra mắt, đúng không ạ? Cho nên người này chúng ta sử dụng cái bóng gì, người ta gọi là bóng non compliant, là bóng chịu được áp lực cao mà ít thay đổi đường kính theo áp lực bơm bóng. Và trong trường này đa số là trong trường mà chúng ta sử dụng trong trường mà nong sau khi đặt stent, hoặc là trường mà bệnh nhân rất là canxi hóa hoặc tổn thương dài thì chúng ta sử dụng cái bóng này. Ngoài ra một số bóng nữa gần đây người ta chế tạo ra là bóng gì các bạn, là bóng áp lực rất là cao, đúng không ạ? Cái bóng này thì lúc mà bơm tay lên thì sợ lắm, bởi vì nó áp lực rất là cao và lúc nào phải chuẩn bị ngay cái cover stent bên cạnh, vì nhiều trường hợp là chúng ta bơm căng lên cao quá có thể gây ra xì cái mạch vành luôn. Một bóng nữa mà chúng ta cũng hay dùng gần đây, vì đa số bây giờ tuổi thọ bệnh nhân sẽ cao hơn và chúng ta sẽ đối mặt với cả tổn thương vôi hóa mạch vành nhiều hơn, và người ta ra sản xuất ra một số loại bóng người ta gọi là bóng cutting balloon, đúng không? Người ta gắn luôn gì ạ, ba cái lưỡi dao nhỏ trên quả bóng này luôn, đúng không? Quả bóng này là quả bóng không giãn nở và bơm căng lên, và khi mà các bạn bơm căng cái quả bóng lên thì làm sao? Là cái lưỡi dao này sẽ cứa vào trong cái vỏ sơ của cái tổn thương, đúng không ạ? Và làm cho cái vỏ sơ nó bị tách ra và làm cho cái tái cấu trúc lại thì cái cấu trúc của cái mạng sơ vữa. Thì đây là cái mà chúng ta hay dùng trên lâm sàng khi dùng cái cutting balloon. Ngoài ra một số các loại khác là nó biến thể thôi, là gì? Là cái scoring balloon, đây là gì? Các bạn thấy là cái lõi thép, đúng không ạ? Nó xoắn xung quanh một cái quả bóng. Với cả cutting balloon thì các bạn chỉ có 3 vị trí các bạn bị cắt thôi, nhưng mà scoring balloon thì làm sao? Nó xoắn xung quanh một trục như này, như vậy làm cho cái tổn thương cái mảng sứ vữa được cắt một cách đồng đều hơn, là chỉ cắt có 3 điểm thôi cho cả bóng cutting balloon, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là cái score flex thì các bạn thấy là gì? Là cũng có hai cái quai chạy trên của bóng này để làm sao cắt được 2 điểm. Như vậy tùy thuộc vào cái cấu trúc của nó thì hay dùng là cutting balloon hoặc là scoring balloon để cắt được cái tổn thương vôi hóa ra. Một cái nữa là các bạn thấy là gì, là cái vai trò của cái hiện tượng cái bóng phun thuốc này bây giờ nó ít hơn so với hồi ban đầu, đúng không ạ? Thì đây là các bạn thấy là chúng ta nói đến khái niệm stent phủ thuốc, còn đây là khái niệm bóng phủ thuốc thì nó khác như thế nào, đúng không ạ? Với cả stent phủ thuốc các bạn thấy là gì, là thuốc đã được giải phóng từ từ, liều nó thấp hơn, đúng không ạ? Và phải sử dụng cấu trúc polymer hoặc là cấu trúc stent, nhưng mà bóng phủ thuốc các bạn thấy là người ta đưa vào trong mảnh vành và người ta bơm căng lên và thường là sẽ giữ khoảng tầm 1 phút, đúng không ạ? Như vậy trong 1 phút đấy là ngay lập tức cái thuốc nó giải phóng ngay. Với cả cái liều nó gì ạ? Nó gấp 3 hoặc là gấp 4 lần so với cả một cái stent phủ thuốc thông thường, đúng không ạ? Thì trong trường hợp này các bạn thấy là nó các đặc điểm khác so với stent phủ thuốc là nó giải phóng ngay tức khắc luôn. Đúng không ạ? Thì trong trường nào khi mà chúng ta sử dụng các cái bóng phủ thuốc thì trong đa số trường mà bệnh nhân tái hẹp trong stent, đúng không ạ? Hoặc là trong tổn thương mảnh vành rất là nhỏ mà không có chỉ định đặt stent thì chúng ta sử dụng các cái bóng phủ thuốc để chúng ta làm giảm hiện tượng tái hẹp của các cái mạch mà trong trường đấy. Và một cái phần cuối cùng đó là gì, là cái phần là stent ở mảnh vành, đúng không ạ? Stent ở mảnh vành thì chắc là cái sơ đồ này, cái hình ảnh này các bạn cũng khá là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Từ năm 1976 khi mà cái hội nghị mà
SA của Hoa Kỳ nó diễn ra. Trước đấy thì người ta chỉ có quan tâm đến nhiều cái tin, lúc đấy chỉ biết là điều trị nội khoa thôi, như vậy. Nhưng mà cái ông này là ông Guzit, gọi là người Thụy Sĩ, vậy thì ông ấy là người đầu tiên đã đưa ra cái khái niệm mà đặt stent vào trong cái mạch vành bị hẹp, đúng không? Lúc này thì chỉ có vài người tò mò đến tìm hiểu thôi, đúng không? Nhưng mà người ta không ngờ rằng khoảng tầm hai chục năm sau đấy, nó tạo ra một cái cuộc cách mạng trong việc điều trị các cái bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và đem lại tiên lượng khác hẳn so với cả điều trị nội khoa thông thường trước đấy. Thế thì các bạn thấy là quay lại câu chuyện với cả stent thường, ta không nói được gì rồi, đúng không? Stent bọc thuốc thì ta thấy rằng là cái những thế hệ đầu tiên khi mà chúng ta sử dụng các cái ven stent Texas ở stent Cypher, lúc đấy là khủng khiếp lắm, đúng không? Đặt stent xong các bạn thấy là hiệu quả làm giảm tái hẹp nó tốt hơn hẳn so với cái stent thường lúc đấy, và Mỹ lập tức là đa số bệnh nhân sử dụng là các stent Cypher, stent Texas là đi vào những cái huyền thoại của bác sĩ can thiệp bây giờ rồi, đúng không ạ? Trước đấy thì đa số bệnh nhân đặt stent này, thì giờ lúc đấy thì thế hệ đầu rất là tốt. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là những bệnh nhân các bạn thấy là gì, là theo dõi đến 7 năm mà sau đặt stent không thôi mà đến mạch vành trơn nhẵn như là gì, như là chưa bao giờ bị hẹp như này suốt 7 năm rồi, như vậy, đúng không? Nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì, thì chính vì hiệu quả mà chống tái hẹp của nó tốt quá nên ra hiện tượng gì các bạn, nên là gây ra hiện tượng là gì các bạn, chính vì là đây là bình thường. Thông thường các bạn thấy là sau cái stent BMS, cái stent thường, đúng không ạ, thì sau khoảng tầm thời gian vài tháng đến vài năm thì làm sao cái lớp nội mạc nó sẽ phủ lên trên cái stent đấy. Nhưng mà ngược lại với cả stent thì các bạn, stent thế đầu là gì? Chính vì do cái thuốc mà làm chống tái hẹp nó tốt quá, đâm ra làm sao? Là cái lớp nội mạc nó không bò được lên trên cái bề mặt của stent. Chính vậy mà gây ra hiện tượng gì các bạn nhỉ? Đây là lý giải tại sao mà chúng ta stent phủ thuốc chúng ta phải dùng chống đông lâu hơn stent thường đấy. Chúng ta phải dùng chống tập kiểu đầu lâu hơn stent thường đấy. Là do gì ạ? Tại sao stent thường thì các bạn phải dùng 6 tháng nhưng mà stent phủ thuốc các bạn phải nên dùng 12 tháng đua các kháng tập tiểu kép ấy? Là do gì ạ? Khi mà stent thường các bạn thấy là gì nào? Là sau một thời gian sau thì cái lớp nội mạc nó phủ lên tổn thương rất là nhanh, đúng không ạ? Và lúc này với ngược lại với cả stent phủ thuốc thì làm sao? Chính vì nó tránh hiện tượng tái hẹp đâm ra làm cho cái lớp nội mạc nó phủ lên trên cái bề mặt stent làm sao? Nó chậm hơn, đúng không ạ? Vậy vô tình nó lộ ra cái bề mặt stent và tiểu cầu nó đến làm sao các bạn? Nó kết tập tại đây và nó gây ra hiện tượng gì ạ? Người ta gọi là gì? Huyết khối trong stent chứ không phải là tái hẹp trong stent nhé. Hai cái khái niệm huyết khối và tái hẹp khác hẳn nhau nhé các bạn nhé. Huyết khối là gì? Là khối hình thành luôn trong stent đấy, còn tái hẹp là gì? Là do cái lớp nội mạc nó bò vào trong stent gây ra tái hẹp. Vậy trong trường hợp này, nếu như mà trong trường hợp mà cái nội mạc nó bò vào làm sao các bạn, nó chậm hơn và vô tình lộ ra cái lớp mắt stent như này và gây ra hiện tượng gì các bạn? Huyết khối trong stent. Và đặc biệt với cả cái thế hệ đầu tiên thì các bạn thấy là gì, là người ta rất hay gặp là trường hợp mà huyết khối muộn chứ không phải huyết khối ngay lúc đấy, huyết khối muộn vì do cái lớp stent làm sao các bạn nó không bò vào lớp nội mạc. Và đây là một trong những cái nhược điểm chính của cái stent thế hệ thứ nhất và làm cho cái Cypher Texas bây giờ đã biến mất khỏi thị trường rồi, đúng không ạ? Và ta thay thế bởi là các cái stent thứ hai. Thế thì bây giờ cái stent thứ hai thì nó có các cái ưu điểm gì hơn so với cả cái stent thứ nhất, thì chúng ta sẽ đi vào một số các cái khái niệm, đúng không ạ? Thì trong trường này các bạn thấy là người ta sử dụng các stent mà everolimus trong cái viện stent science chẳng hạn, đúng không ạ? Thì trong trường này các bạn thấy là cái tỷ lệ tử vong nó giảm hơn hẳn so với cả cái stent thường, đúng không ạ? Đặc biệt là cái trường nhồi máu cơ tim cũng tương tự như vậy cho qua một loạt các cái phân tích gộp, đúng không ạ? Rồi là gì ạ? Huyết khối trong stent thì các bạn thấy là bây giờ tỷ lệ nó rất là thấp, có 0,3% thôi, đúng không ạ? Trước đây cái tỷ lệ mà BMS các bạn thấy là rất là cao, tầm 1,1 đến 1,5% gì đấy, nhưng mà với cả cái stent thế hệ mới này thì cái việc câu chuyện huyết khối trong stent thì nó rất là hiếm gặp, cực kỳ hiếm gặp, đúng không ạ? Có 0,3% trong vòng 800 ngày, đúng không ạ? Và đặc biệt là cái tái can thiệp mạch vành thủ phạm hay là TVA các bạn thấy là nó cũng ít hơn trong cả cái stent BMS. Như vậy với cả cái cách tiếp cận của stent phủ thuốc thế hệ 2 thì nó có 3 cách tiếp cận bây giờ. Một là người ta sử dụng các stent phủ thuốc mà có polymer nó tự tiêu, đúng không ạ? Cái thứ hai là gì, là cái stent phủ thuốc nó không có lớp polymer luôn. Và cái thứ ba là stent phủ thuốc với cả khung giá đỡ nó tự tiêu luôn. Thì đây là ba cái cách tiếp cận để làm giảm các cái biến cố là tái cấu trúc, tái hẹp cũng như là dễ khối trong stent của cái stent thế hệ thứ hai so với cả thế hệ thứ nhất. Thì chúng ta đi vào từng cái một. Đầu tiên là cái stent phủ thuốc có các cái polymer tự tiêu là gì? Thì đây là một cái stent mà Oxiro mà các bạn hay dùng, chúng ta có dùng trên lâm sàng, đây là stent đầu tiên mà có cái khả năng mà gì ạ? Là có cái lớp polymer tự tiêu. Polymer chính là cái giá đỡ để chúng ta gì ạ? Để chúng ta đựng các cái thuốc mà để làm giảm cái tái hẹp của stent, đúng không ạ? Thì sau một thời gian thì các bạn thấy là gì ạ? Trong với cả stent thế hệ cũ ấy, thì chính vì cái lớp polymer này không tự tiêu được, đâm ra nó gây ra cái phản ứng viêm tại đây, có thể gây ra phình giãn mạch vành hoặc là gây ra hiện tượng tái hẹp ở đây. Nhưng mà với cả cái stent thế hệ mới thì cái lớp polymer này sau khoảng tầm vài tháng là gì ạ? Sau khi giải phóng xong các cái thuốc mà chống người ta gọi là các cái thuốc mà có thuốc limus ấy, đúng không ạ? Để cho mà chống hiện tượng mà các cái lớp nội mạc nó bò lên nhanh quá đấy ạ. Thì sau một thời gian thì cái lớp polymer này nó cũng tự tiêu đi luôn, đúng không ạ? Chính vậy mà gì ạ? Chính vì không có cái lớp polymer này nên giảm hiện tượng viêm mạch, giảm hiện tượng giãn mạch của mạch vành. Và đây là một trong những cái ưu điểm của cái thế hệ 2 cho các bạn thế hệ 1. Thì qua các bạn thấy là qua một loạt các cái nghiên cứu người ta thấy rằng là gì ạ? Là cái tỷ lệ tái hẹp cũng như tỷ lệ huyết khối trong stent nó rất là thấp, chính vì do cái ưu điểm của nó là cái lớp polymer nó tự tiêu luôn.
Đúng không? Sau thời gian phóng thích thoáng xong thuốc rồi là nó tự tiêu luôn. Đấy. Đây các bạn thấy là gì ạ? Đây là so sánh đối chiếu tức là stent serum và stent Oxiro, các bạn thấy là cái khả năng mà các cái huyết khối muộn trong 12 tháng nữa với cả stent thế hệ 2 này rất là thấp, khoảng tầm 2,8 đến 3,4% mà thôi. Còn cái stent thứ hai nữa là cái này cũng khá là hay là gì ạ? Là người ta không dùng polymer luôn, không dùng cái lớp polymer để mà đựng thuốc luôn, đúng không ạ? Và trong trường này người ta thấy là gì ạ? Người ta tạo ra các cái vi cấu trúc, đúng không ạ? Vi cấu trúc dạng nhám trên bề mặt stent giống như là các lỗ chân lông các bạn ạ. Và lúc này người ta gì ạ? Người ta sẽ phun luôn cái thuốc mà cái thuốc mà áp sát vào đó để cái thuốc vào trực tiếp vào trong cái thành mạch luôn. Và lúc này thay vì cái việc tiếp xúc polymer thì trực tiếp cái mắt stent áp sát vào thành mạch hơn. Chính vậy mà gì ạ? Nó làm giảm cái hiện tượng mà viêm mạch do cái polymer tạo ra hơn so với cả nhóm thuốc khác. Thì đây là stent biofreedom, đây là một trong những ý tưởng cũng khá là hay khi mà tạo ra cái lớp nhám như này mà người ta phun luôn cái thuốc mà chống tái hẹp luôn vào trong cái lớp nhám này. Và qua một loạt nghiên cứu thì các bạn thấy rằng là gì ạ? Chính vậy mà qua một loạt nghiên cứu người ta thấy rằng với cả stent này thì người ta có thể làm giảm được cái thời gian dùng các cái đáp cho bệnh nhân của tầm 1 đến 3 tháng. Vậy rất nhiều bệnh nhân ví dụ có vấn đề ví dụ là nguy cơ chảy máu cao, bệnh nhân suy thận hoặc những trường hợp mà có chống chỉ định của dùng thuốc chống tập thể cầu, người ta thì dùng ưu tiên dùng các nhóm thuốc các stent biofreedom vì ta có thể rút ngắn thời gian dùng kháng tiểu kép xuống tầm từ 1 đến 3 tháng thôi. Đây là qua một loạt nghiên cứu leader free của cái stent này đúng không ạ? Và một cái ý tưởng nữa là gì ạ, là người ta thay vì dùng cái lớp polymer hoặc là phun nhám thì bây giờ người ta với cả kỹ thuật hiện đại là gì các bạn, là người ta sẽ khoan bằng các cái tia laser và tạo ra người ta gọi là các reservoir, cái là gì ạ, là các cái bể chứa thuốc. Và từ cái bể chứa thuốc này là gì ạ, là thuốc nó giải phóng từ từ ra, đúng không ạ? Đây người ta tạo ra một cái lỗ rất là nhỏ, đúng không ạ, rất lỗ nhỏ như này, đúng không ạ? Đấy, trong cái stent create thì người ta có thể tạo ra cái lỗ rất nhỏ bằng tia laser và người ta tiêm cái thuốc chống gì ạ? chống nội mạc vào trong này và từ từ nó giải phóng ra giống như là một cái bể chứa, đúng không ạ, để mà có thể hạn chế được cái việc dùng polymer trong các cái tình huống này. Thì đây là một số các cái ý tưởng mà khi mà chúng ta sử dụng các stent, đúng không ạ? Và cái câu chuyện cuối cùng mà cũng gây rất là nhiều tranh cãi gần đây là gì ạ, là các cái stent tự tiêu hay là stent DVS. Thì đây coi là gì ạ, là cái mạng thứ tư trong can thiệp nội mạch qua da. Thì các bạn thấy là gì ạ, là về mặt lý thuyết thì stent này rất là lý tưởng. Vì làm sao? Vì sau một thời gian thì ạ, cái lớp nội mạc nó sẽ tái tạo lại được cái và nó đảo ngược lại quá trình tái cấu trúc của cái mạch máu, và một thời gian thì cái stent này nó tự tiêu đi do các cái bạch cầu đấy đến nó ăn, đúng không ạ? Chính vậy mà sau một thời gian nó trả lại được một cái thành mạch như ban đầu của cái mạch vành như này. Về mặt lý thuyết thì nó rất là hay, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao gì ạ? Tại sao trên lâm sàng thì nó lại có những cái nhược điểm của nó? Và qua nghiên cứu Absorb, khi mà cái tỷ lệ huyết khối trong stent nó quá là cao và người ta đã cấm cái stent Absorb của Abbott này thị trường vào năm 2010-2011, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì ạ? Là một trong những cái nhược điểm của cái stent tự tiêu là gì? Chính vì nó quá to, đúng không ạ? Nó quá to. Thì các bạn thấy là stent thế hệ mới, ví dụ Biotronic hoặc là những cái stent của Abbott, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là gì? Là kích cỡ cái mắt stent bây giờ nó rất là nhỏ này rồi. Và cái stent Absorb của Abbott thì cho các bạn là kích cỡ quá to. Thì chính vì cái mắt nó quá to như này và nó gây ra hiện tượng là gì các bạn? Nó gây ra hiện tượng là huyết khối rất là sớm trong stent, và đây là một trong những cái nhược điểm của nó mà khiến cho stent này nó bị rút khỏi thị trường, không còn sử dụng ở trên lâm sàng nữa. Và nhược điểm của nó là gì các bạn, là chính vì cái thanh của stent nó dày hơn, đúng không ạ, làm cho nhiều máu tim quanh thủy thuật và huyết khối trong stent nó nhiều hơn. Và ngoài ra thì các bạn thấy là gì ạ, là cái khả năng dẫn ở kém, chính vậy mà nó có thể gây ra đứt gãy ở áp lực quá là cao. Nhiều các bạn nhớ là stent này nó không cản quang, nó ra nhiều khi nó đứt gãy chúng ta không nhìn được trên mắt thường, đúng không ạ? Và cái này phải sử dụng OCT mới hiện ra được, chứ còn IVUS cũng không hiện ra được. Thì đây là một trong những cái nhược điểm của cái stent này và làm cho nó rút hẳn khỏi thị trường. Tuy nhiên người ta cũng đang nghiên cứu một số các cái loại stent này, nhưng mà với cả gì ạ, cái mắt stent chúng ta làm nhỏ hơn, mà người ta hy vọng là gì ạ, là khi mà mắt stent nhỏ hơn thì nó sẽ làm giảm các cái biến cố huyết khối sớm ở trong stent của cái stent tự tiêu này. Thì đây là một trong những cái hướng phát triển mà thực ra về mặt lý thuyết nó rất là hay, nhưng mà trên thực tế thì nó lại vướng phải những cái mà biến cố mà không mong đợi như vậy. Thì đây là một số các cái phần giới thiệu rất là nhanh về mặt các dụng cụ can thiệp ở trong các điểm về cơ bản, để cho các bạn có một số các khái niệm cơ bản trước khi vào bài của thầy Quang, là cái bài về các cái kỹ thuật can thiệp tim mạch nâng cao. Chúc các bạn có một Valentine hạnh phúc.